Xin chào các bạn, mình tự giới thiệu mình là Nguyễn Xuân Trung, mình đang là giảng viên của bộ môn sáo trúc tại trung tâm nhạc Hà Lan. Thì hôm nay thì mình rất vui là mình được giới thiệu cho bạn về cây sáo trúc của Việt Nam. Bộ môn sáo trúc thì có từ rất lâu rồi, và cây sáo trúc thì như chúng ta đã biết rất là quen thuộc với chúng ta, nó gắn liền với đời sống của nhân dân ta từ rất là xưa. Và cây sáo trúc cũng được dùng trong dàn nhạc truyền thống của chúng ta, như là cùng với tranh, nhị, bầu, tam thập lục. Cây sáo trúc thì cấu tạo rất là đơn giản, từ một đoạn trúc hoặc một đoạn nứa như này mà đã cho ra những âm thanh rất là tuyệt vời, như là âm thanh có lúc thì trầm ấm, có lúc thì cao vút, vui tươi. Vừa rồi thì mình thể hiện một làn điệu dân ca Quan Họ rất là quen thuộc, là Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Thì cây sáo trúc này có thể thể hiện được rất nhiều nội dung khác nhau, nhưng mình bản thân mình thì mình rất thích những làn điệu dân ca của các vùng miền, bởi vì là nó rất hợp với cây sáo. Để chơi được cây sáo trúc này thì đòi hỏi chúng ta phải đầu tiên là phải có một sức khỏe, bởi vì là không như giống các nhạc cụ khác thì mình chơi sáo trúc thì chúng ta cần phải có một luồng hơi thổi đều đặn, đầy đặn và khỏe. Sau đó thì chúng ta cần phải làm quen với cây sáo. Nó cũng rất đơn giản thôi. Cây sáo bình thường về cơ bản thì gồm có 6 lỗ bấm tương với 6 ngón đầu ngón tay của chúng ta và một lỗ thổi. Đầu tiên thì để tập được thổi sáo thì chúng ta cần phải có một biết về cái cách cầm sáo và tư thế làm sao cho đúng khi biểu diễn, để chúng ta có thể cho ra một bài thật hay thì chúng ta cần phải có một tư thế thật là thoải mái và cách cầm sáo thật là thoải mái. Bên cạnh đó thì ngoài cây sáo trúc ra thì bộ môn sáo cũng gồm rất là nhiều những cây sáo khác của các vùng miền hay của các dân tộc khác, như là sáo mèo hay là sáo bầu. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua về cây sáo mèo cho các bạn.